Tiếp tục, mình là thuộc nhóm chiêu Pitarut, và hôm nay bọn mình sẽ chuyển đến cho bạn một cái chủ đề khá là thú vị, liên quan đến dấu hiệu điều gì sẽ đem đến cho bạn khi bạn chọn đúng người. Tức bản thân là liệu rằng bản thân đâu là dấu hiệu để bạn có thể biết được rằng ô, anh đấy là người dành cho bạn. Liệu rằng đâu có biết được rằng đấy có phải là người sẽ đến với bạn, đi một chặng đường dài với bạn hay không. Thì đây là những cái dấu hiệu, thông điệp mà cái gọi là cái tụ bài sẽ đem đến. Bạn hãy comment những cái gọi là trải nghiệm vào thời điểm hiện tại, những cái mong muốn của bạn ở trong thời tương lai, tất cả mọi thứ comment phía dưới để cái thông điệp nó được khớp hơn với cái câu chuyện của cá nhân bạn. Trong tụ bài chúng ta sẽ có ba cái tụ liên quan đến tụ bên tay trái của mình. Nó là quả cầu phong thủy, thủy tinh, ở giữa là một cây nến, tụ bài cây nến, và bên tay phải nó là tụ bài liên quan chiếc hộp. Bạn hãy comment phía dưới ở cái video này những cái gọi là cái thông điệp của bạn về câu chuyện của mình để có thể liên kết hơn, cộng với comment cái tụ bài mà bạn đang có những cái gọi là liên kết linh cảm, những cái gì nó kết nối nó cao hơn trong cái gọi là với tụ bài này nhá. Thì đấy là những cái thông điệp, những cái điều mà nó sẽ kết nối với cả những cái thông điệp của mình sẽ làm trong tụ bài ở đây đó. Thế nên mọi người hãy comment phía dưới, comment những câu hỏi đi và chọn những cái thông điệp tụ bài sẽ cảm thấy là mình cảm thấy là hài hòa nhất, cảm thấy là mình hợp nhất trong đấy, thì biết đâu được rằng bản thân là những cái thông tin đó sẽ khớp hơn trong với câu chuyện của bản thân bạn, và nó sẽ giúp cho bạn đào sâu cái câu chuyện nó nhiều hơn. Và Chiobi cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy comment, subscribe ở phía dưới nhé, để có thể là ủng hộ bọn mình làm những tụ bài nó hay hơn trong thời gian tới. Nào, mọi người hãy chọn cho mình ba tụ bài mà bạn cảm thấy, chọn cho mình cái tụ bài mà bạn cảm thấy là có nhiều liên kết nhất, để biết được cái dấu hiệu liệu rằng đâu sẽ là người của bản thân bạn, đúng người bạn chọn chọn. Dấu hiệu nào sẽ khiến cho bản thân là bạn có thể là kiểu thấy hài hòa nhất, để bạn có thể là chọn được một người mà tính chất đi với bạn một chặng đường dài. Đó, hãy chọn cho mình tụ bài đầu tiên liên quan đến viên đá phong thủy. Tụ bài thứ hai nó liên quan đến cây nến. Tụ bài thứ ba là một chiếc hộp khá là huyền bí. Đó, cái nến, ánh sáng hay viên đá phong thủy nó liên quan đến năng lượng. Liệu rằng đâu là những cái thông điệp mà có thể đang đem đến cho bạn. Đó, nào mọi người hãy chọn comment phía dưới các trải nghiệm của bạn. Rồi, bắt đầu mình sẽ vào cái tụ bài liên tục luôn. Tụ bài đầu tiên liên quan đến đá phong thủy, liên quan đến hòn đá tròn, viên đá tròn, viên đá thạch anh hồng bên tay trái của bản thân mình. Mọi người có thể comment. Thì tụ bài liên quan đến viên đá hồng bên tay trái này, thì nó đang có những lá bài gì? Mọi người comment, mọi người sẽ chọn tụ bài này sẽ có những thông điệp đến với bạn. Trong tụ bài này, 6 cốc, vua tiền, 10 kiếm, Justice, Dimension. Những thông điệp mà nó nói về vấn đề liệu rằng bạn đã chọn đúng người hay không, thì thông điệp đầu tiên mà tụ bài đang đem đến cho bản thân bạn đó là liên quan đến 6 cốc, liên quan đến hoài niệm kỷ niệm cũ. Tức là cái thông điệp nếu bạn chọn tụ bài này liên quan đến cái viên đá này thì nó nói rằng bản thân là khi bạn cảm thấy một cái dòng cảm xúc cũ đang được gợi về, một cảm xúc thân quen thân thuộc gì đó, nó sẽ đem đến cho bạn đến những cái cảm giác nó hài hòa hơn, những cảm giác mang tính chất là kiểu gợi nhớ nhiều hơn. Thì đây là thông điệp mà năng lượng đang chuyển đến là bạn đang chọn đúng người. Đây chắc phần nhiều là liên quan đến người yêu tương lai của bản thân bạn, cũng như rằng có thể là một cái con người có thể đi với bạn chặng đường xa hơn. Đó liên quan đến kỷ niệm, hoài niệm và những cái gợi nhớ. Bạn có thể nhìn thấy 6 cốc là liên quan đến cái điều đó, liên quan đến những kỷ niệm, hoài niệm. Có thể rằng bản thân là cái sự gợi mở thứ hai đó là một con người đàn ông chắc chắn, tức bản thân là nó khá là ổn định, an toàn, chắc chắn. Vô tiền nó liên quan đến vấn đề là sự tin cẩn, tin cường. Tức là với người chọn tụ bài này thì đôi khi những cái sự tin cẩn, tin cường, những thông điệp đó nó sẽ đem đến một số cái dấu hiệu khiến cho bản thân bạn có thể đây đây có phải là người yêu tương lai cũng như rằng bản thân chồng tương lai bạn hay không. Nó là những cái dấu hiệu. Vua tiền nó liên quan đến sự tin cẩn, nó cộng với vấn đề liên quan đến hoài niệm, kỷ niệm. Có thể đây là những cái dấu hiệu sẽ có thể, những dấu hiệu nhé, nó đang đem đến cho bạn cái thông điệp đấy. Chỉ những cái dấu hiệu thôi nhá. Có thể là những cái dấu hiệu này bạn cần phải để ý qua. Nó sự ổn định, an toàn. Ngoài cái vấn đề đấy ra, có thể
Cái dấu hiệu tiếp theo có thể mang đến cho bạn trong vấn đề liên quan đến có thể chọn đúng người hay không, nó liên quan đến 10 kiếm, tức là anh ấy cũng vừa mới trải qua một mối quan hệ gì đó rất mệt mỏi. Bạn có thể nhìn thấy là 10 kiếm nó là 10 cây kiếm đang đâm sau lưng, tức là bản thân anh đã trải qua một mối quan hệ rất mệt mỏi và thậm chí là có những cái sự kết thúc đã chấm dứt hoàn toàn và bây giờ đang chuẩn bị bước sang trang mới. Anh đấy có những cái chấm dứt vừa mới xảy ra và anh đấy là người thất bại, anh đấy là người mang tính rất là kiểu tủi hùa hờn với kiểu mọi thứ, mặc dù là vẫn mang đến những cái thông điệp mang tính rất là vững chắc, nhưng đôi khi là bạn ấy vừa chấm dứt mối quan hệ nó được xảy ra. Đấy là dấu hiệu tiếp theo mà bạn cần phải lưu ý. Cái thứ hai đó là lớn vấn đề là đôi khi bạn đấy sẽ mang cái thiên hướng, bạn đấy tức là cái dấu hiệu đấy có thể mang cái thiên hướng mang tính chất là mọi thứ nó khá là rạch ròi, mọi thứ mang tính chất là kiểu trắng trắng đen đen, khá là rạch ròi giữa cái phân định công bằng. Có thể mọi người có thể là thấy là yêu nhau thì đôi khi mình sẽ kiểu mang tính chất hài hòa với nhau, đôi khi là mình phải kiểu có cảm tình với nhau và kiểu tán tỉnh nhau, nhưng chưa chắc điều đó xảy ra. Đôi khi trong mối quan hệ cái dấu hiệu này đôi khi nó nằm ở cái vấn đề là anh đấy cũng vì vì có thể là vấn đề vừa mới mối quan hệ nó về dẫn xuất ấy, thì đôi khi bạn đấy rất thẳng thắn rạch ròi mọi thứ, thẳng thắn luôn rạch ròi mọi thứ, nó mang tính chất là kiểu nó rõ rệt trắng đen. Đôi khi nó mối quan hệ nó nằm ở vấn đề bạn đấy có thể là công khai hoặc là mang tính chất là kiểu bây giờ nó chưa thực sự là kiểu muốn mối quan hệ hoặc như nào đó thì nó sẽ khá là rạch ròi. Đôi khi đấy là cái dấu hiệu đang nói đến điều nào ở trong mối quan hệ này, tức là bản thân là có những sự rạch ròi, sự thẳng thắn và bạn thấy chất cân đo đong đếm nó hiện ra ở trong cái gọi là dấu hiệu. Dấu hiệu cuối cùng của bạn cần phải lưu ý là đôi khi là bạn đấy cũng đang bị mất kiểm soát. Jomashin ngược thì nó nói rằng bản thân là đôi khi cái sự kiểm soát của bạn đấy là không cao, mặc dù bạn ấy rất rạch ròi, mặc dù bạn ấy có nền tảng ổn định tài chính các kiểu mọi thứ, có sự ổn định an toàn để dựa vào, nhưng vì bản thân là bạn vừa mới có những cái sự đổ nát đổ đấy, đôi khi bạn ấy vẫn mất cân bằng trong cảm xúc, mất cân bằng trong vấn đề kiểm soát, thì đấy là dấu hiệu lý tính mà bạn có thể nhận biết. Dấu hiệu cảm tính nó liên quan đến cảm xúc, nó đẩy vào và đôi khi nó gợi nhớ. Dấu hiệu thực tế lý tính nó liên quan đến sự ổn định an toàn chắc chắn. Bạn ấy có thể là có những cái sự đã chấm dứt mối quan hệ và bạn ấy đang rạch ròi mọi thứ ra và bạn ấy không kiểm soát được tình thế, thì đấy là dấu hiệu của những người đôi khi là của người đang có thể một số thông điệp đúng trong vấn đề kiểu đấy là người yêu tương lai của bạn hay một người bạn đang chọn đúng người mà mình có thể an tâm để hài hòa. Thì đây là những cái dấu hiệu của lá bài liên quan đến tụ, liên quan đến thạch anh hồng đó. Mọi người có thể comment ở phía dưới. Tiếp tục đến tụ bài liên quan đến cây nến, những cái gọi là sự thông điệp của tụ bài nó là gì, thì bạn hãy comment cái gọi là câu chuyện của bạn cũng như cái sự liên kết của bạn liệu rằng nó có đúng hay không. Tại vì mỗi khi bạn comment câu chuyện của bạn ấy thì đôi khi nó sẽ có những cái sự biến đổi và dịch chuyển trong câu chuyện. Tại vì đôi khi cái thâm tâm bạn đang nghĩ về cái điều gì thì cái thông điệp nó sẽ chuyển đến cho bạn cái điều đó. Thế nên vấn đề hãy comment cái câu chuyện nó cụ thể và chọn cái tụ bài. Những người chọn bài tụ bài nến ở đây, cây nến thì nó sẽ có đem đến thông điệp gì đến với bạn trong vấn đề chọn đúng. Đó, thì có nữ hoàng cốc, tám tiền, Emperor. Đó, thì mình phải nói luôn là những người chọn tụ bài này bạn có thể nhìn thấy quan sát lá bài nó khá là nhiều nguyên tố tiền nó hiện lên. Thì có thể dấu hiệu đầu tiên đúng nó liên quan đến vật chất, tức là bạn có thể là gặp ở trong vấn đề liên quan đến công việc, liên quan đến công việc nhé, hoặc là có thể gặp người đó thì liên quan đến vấn đề tiền bạc hoặc là bản thân liên quan đến vấn đề tài chính một chút. Có thể cái dấu hiệu đầu tiên nó là như vậy, nó nằm ở cái vấn đề nguyên tố tiền khá là nhiều. Cái gọi là cái dấu hiệu tiếp theo của nó, tổng quan nó là gì, đôi khi nó không phải là một mối quan hệ mang tính chất gây cho bạn hưng phấn một cách tột độ ở giai đoạn đầu, hay một cái mối quan hệ lãng mạn, nó không phải là mối quan hệ đấy, không phải là dấu hiệu đó, không phải là dấu hiệu đó, mà nó chỉ là một dấu hiệu liên quan đến sự ổn định, trầm tính, trầm mặc, mọi thứ nó ổn định, an toàn, chắc chắn. Đó là mọi thứ nó ổn định, an toàn, chắc chắn, nó đang đẩy lên, thì nó báo hiệu rằng bản thân là có tính ổn ở đấy, có tính bình ở đấy, có tính ổn, có tính bình ở đấy, thì nó báo hiệu rằng bản thân là trong thời gian tới, cái dấu hiệu đầu tiên bạn phải lưu ý một chút, đó là sự ổn định, bình bình, nó không phải là cảm xúc thăng hoa, phát triển, cao trào, mà nó một cái gì đó mà rất là kiểu rất chân thật nó đến với bạn, rất thành thật, rất tự nhiên, rất hài hòa, rất nhẹ nhàng và nó đi đến một cách từ từ. Đấy là những cái dấu hiệu mà đây có phải là người đúng hay không. Người ta sẽ có thể là một cái người mà tính chất lúc đầu bạn có thể cảm nhận đôi khi là người ta có thể là hơi kiểu, mình nói từ bản thân là nữ tính thì nó lại hơi kiểu dìm các bạn đấy xuống một chút, nhưng thực ra thì nó hơi một phần là liên quan đến phái nữ, liên quan đến sự nhẹ nhàng chăm chút. Tức là sao, bạn ấy sẽ quan tâm những cái sự tỉ mỉ, quan sát tỉ mỉ từng bước một,
thì đấy là dấu hiệu đầu tiên của cái mối quan hệ đấy, bạn đang chọn người đúng người. Đôi khi nó tỉ mỉ tỉ mẩn từng tí một, là một con người chu toàn, sắp xếp được mọi thứ ngăn nắp, đôi khi là dấu hiệu đó. Và đôi khi mọi thứ nó cứ kiểu tỉ mẩn từng tí một, từng tí một. Đấy là cái dấu hiệu đầu tiên mà bạn có thể quan sát được. Dấu hiệu thứ hai đó là bạn ấy rất chăm chỉ. Có thể là có một sự chăm chỉ, nỗ lực gì đó một cái con người này. Tức là đang nỗ lực phấn đấu, đang nỗ lực đi lên trong vấn đề công việc. Đó là lý do vì sao mình lại phải liên quan đến tiền bạc và công việc. Có thể là bạn gặp trong điều đó. Nó khá là chăm chỉ, tức là làm việc liên tục, liên tục, liên tục. Và mình phải nói luôn, bản thân là những người mang tính chất đặc tấu đất như thế này, nó hơi bị củ, hơi bị, không phải mang tính chất là kiểu nó hơi bị ù lì và ít thay đổi. Đấy là cái dấu hiệu bạn cần phải lưu ý. Đáng tiền nó nói rằng bản thân là mọi thứ liên tục, nó giống kiểu mọi thứ nó kiểu gặp trong vòng quay liên tục ấy. Đó, thì có thể là trong cái công sở của bạn hoặc là những cái chỗ mà bạn đang làm việc hoặc làm chủ ấy, thì nó có thể gặp ở đấy. Đấy là dấu hiệu. Dấu hiệu tiếp theo của bản thân bạn đấy là kiểu chăm chỉ, liên tục làm. Đấy là cái mà bạn cần lưu ý. Một dấu hiệu nữa là bạn đấy hơi, nếu mà nhìn vào thì bạn có thể cảm thấy là bạn hơi độc đoán cá nhân, cái tôi của bạn ấy khá là cao. Tại vì đôi khi nguyên tố đất nó hiện lên nhiều, thế nên bản thân bạn ấy cứ kiểu từ như thế, đôi khi bạn ấy sẽ cảm thấy khô cứng. Và thậm chí là kiểu, nói thật luôn, dấu hiệu đầu tiếp theo của bạn ấy nhìn thấy là đó, có thể là bạn ấy sẽ hơi kiểu theo thiên hướng mà rất là gồng mình lên kiểm soát và làm chủ, theo hướng mà tính rất xa cách và xa lánh. Bạn lưu ý một chút nhé, có thể là người ta kiểu là một người có một cái vị thế, hoặc bản thân là mình cứ kiểu xa cách ở phía trách, là nó không thân thiện đâu. Nó không phải thân thiện như nguyên tố công, tôi bản thân mình đã ngay đầu nói rồi. Dấu hiệu đầu tiên nó không phải là thân thiện, nó rất là xa cách và rất là xa lánh. Thì bạn lưu ý một chút đó. Và bản thân là cái người này luôn luôn ở trong giai đoạn đầu, bạn có thể nhìn thấy, tức ở trong giai đoạn đầu thôi, nhưng mình không nói bạn đấy nhá, là người như thế nhá. Nhưng bạn phải tìm hiểu thêm đó, trong giai đoạn đầu đôi khi mọi quyết định của bạn ấy đưa ra thì nó hơi là kiểu quyết định kiểu độc đoán, chuyên quyền. Và bạn cảm thấy tại sao tao phải làm như thế, tại sao lại như thế, tao có phải như thế này đâu mà tại sao tao phải bị áp buộc thế. Thế nên bạn ấy rất hay có thể ép buộc bạn phải làm cái A, cái B, cái C, ép buộc kinh khủng luôn. Và đấy là cái dấu hiệu và để nhận biết được rằng đấy có phải đúng người hay không trong mối quan hệ của bạn thân. Và cái dấu hiệu thứ hai đó là vấn đề là có thể bạn đấy cũng sẽ bị lỡ rất nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm. Tức là cứ lỡ dở ấy, cứ ngang, tức là đôi khi chính cái vấn đề ngang ngược của mình ấy, nó làm cho mọi thứ nó không cân bình được, không hài hòa được, khiến cho bản thân là bạn ấy không làm chủ được. Một tiền nó hiện lên, vấn đề là có thể cái mối quan hệ đấy, cái tức là cái vấn đề là nó nằm ở cái vấn đề là có thể bạn đấy là một người mà rất hay bị kiểu không đến được với mối quan hệ nào khác, tức là nó hơi bị lỡ dở trong vấn đề vì bạn ấy độc đoán chuyên quyền. Khi bạn ấy không biết chớp lấy thời cơ, tức là một con người không biết chớp lấy thời cơ, không kiểm soát được cái tựa gọi là cái hành động mang tính chất nhanh đó, và khiến cho bản thân là bạn đấy đang kiểu kiểm soát chưa tốt nhá. Thì đấy là cái ở trong cái dấu hiệu này. Dấu hiệu tiếp theo mình có liên quan đến The Chariot, tức là con kỵ sĩ này, nó báo hiệu điều gì? Nó nói rằng bản thân là có thể là ở giai đoạn này trong công việc của bạn đấy hoặc cái hướng đi của bạn đấy thì đang cần, tức bản thân là kiểu gồng mình lên để kiểm soát, và bạn ấy đang không kiểm soát được. Bạn ấy đang không kiểm soát được. Và đây là một dấu hiệu đang truyền tải thông điệp đến là đây có phải là người đúng người yêu tương lai của bản thân hay không, là đúng, bạn đang chọn đúng người không. Đây là những cái dấu hiệu đang đem đến cho bạn cho bạn đấy trong mối hệ đó. Thì mọi người để ý nhá. Thì đây là dấu hiệu. Tiếp tục đến cái hộp. Bây giờ sẽ đến cái hộp thì biết nói nhỉ, nó sẽ liên quan đến cái gọi là cái những người có tụ bài liên quan đến cái hộp. Mình đã nói rồi, bản thân bạn comment ở phía dưới thì có những cái sự liên kết nó sẽ tốt hơn nhá. Thì với cái hộp này sự liên kết nó sẽ như thế nào thì mình bắt đầu vào trải bài cho mọi người thấy. Trải bài gồm có kỵ sĩ tiền, Emperor, The Death, ba tiền và bốn gậy. Có thể là cái vấn đề là trong tụ bài này nó nói rằng bản thân là ở phần này cũng có thể là trong vấn đề bạn bè chung của bản thân hai bạn. Tức là cái dấu hiệu đầu tiên bạn cần lưu ý một chút là có thể là nó tập trung liên quan đến bạn bè hoặc bản thân là nó xung quanh nhá. Thì nó báo hiệu điều gì? Nó nói rằng bản thân là một mối quan hệ hoặc là cái dấu hiệu người ta nhận đúng người ấy, là bạn này hơi nó không phải nữ tính mà nó là hơi cẩn trọng. Kiểu hơi mang tính chất là kiểu cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn vơ, cái gì cũng kiểm soát, nhưng đang không kiểm soát được. Dấu hiệu đầu tiên, nó đang không kiểm soát được, nó không vơ được, không làm chủ được, không kiểm soát được. Kỵ sĩ tiền ngược nó báo hiệu rằng bản thân là người này đôi khi là đang kiểu thực hiện công việc nhưng lại bị kiểu hơi bị quá tải, hoặc là bản thân hơi nặng gánh quá trong thời điểm hiện tại. Hết phần thì nó nói rằng bản thân nó cũng khác, không khác Hebrew là mấy đâu,
cái phần nó nói rằng bản thân là có thể bạn sẽ gặp dấu hiệu nó nằm ở trong vấn đề là bạn đang tham gia một cái nhóm hội mới. Đấy là lý do vì sao mình lại bảo bạn bè, tức là tham gia một cái nhóm hội mới hoặc tham gia một cái gọi là cái môi trường mới nó đang chuẩn bị bạn tham gia, thì cái dấu hiệu tiếp theo của nó liên quan đến vấn đề là có thể là bạn đang tham gia một cái môi trường mới, một cái gọi là cái gọi là cái một cái câu lạc bộ mới hoặc một cái điều gì đó nó đang báo hiệu cái điều đó ở trong cái tụ bài này, cái hộp này, nó liên quan đến cái vấn đề là có một câu bộ mới, có một cái gọi là môi trường mới. Và cái môi trường này thì nó có thể liên quan đến học thuật nhé, nó có thể nâng cao một cái gọi là cái giá trị về cái tiềm thức và trí não của bản thân bạn. Bạn đang học một cái gì đó thì nó đang nảy sinh cái gọi là người đúng đấy, nó đang nảy sinh trong cái môi trường đấy, trong cái môi trường đấy. Và nó liên quan đến trí não nhiều hơn, nó liên quan đến sự học thuật nhiều hơn, nó liên quan đến vấn đề bồi đắp thêm cái thông tin, bồi đắp thêm cái kỹ năng hoặc bồi đắp như những cái gọi là cái sự kiến thức của bản thân bạn nhá. Thì nó là xuất ra trong vấn đề đấy. Tiếp tục theo đến cái vấn đề đấy là một người cũng khá là dứt khoát, rồi hết ngược nó nói rằng bản thân là khá là dứt khoát và bản thân là mang tính chất là kiểu dự, tức là xuôi thì nó là vấn đề cứ nhưng mà bản thân nó vẫn đang mặc định cái là dứt khoát. Và bạn đấy đang ở trong giai đoạn có một cái bước nhảy, có một cái bước nhảy và bước chuyển biến, và bạn đấy chưa nhảy và chuyển biến được, thế nên đang kiểu lập lừng và cần sự trợ giúp. Nhưng nói thật là đôi khi bạn đấy chưa bạn không trợ giúp được đâu, mình chỉ thấy là cái dấu hiệu đấy là liên quan đến vấn đề là bạn ấy sẽ cần sự trợ giúp, thì nó đang bị lập lừng các kiểu mọi thứ, thì đấy là cái dấu hiệu để nhận biết được rằng là đấy có phải là người đấy hay không, đúng người đó hay không trong mối quan hệ người yêu tương lai các kiểu mọi thứ của bạn đó. Thì đấy là dấu hiệu mà bạn cần phải lưu ý, đúng người ấy hay không, thì nó liên quan đến vấn đề bạn hãy comment câu chuyện của bạn vào, đúng người ấy là cái phạm vi như thế nào thì mình sẽ có thể giúp cho bạn đào sâu. Đấy là lý do vì sao mình bảo comment trải nghiệm, comment tất cả mọi thứ phía dưới nhá, thì nó mới là nó tốt đấy, đúng người ấy. The Death nó báo hiệu rằng bản thân là liên quan đến điều gì, nó liên quan đến vấn đề là mọi thứ nó vẫn đang kiểu mang chiếc là bạn đấy đang ngập ngừng, bản thân là bạn đấy đang cố gắng để đưa ra quyết định và đang chuyển biến nhá. Nó có thể đấy, nó nằm ở cái vấn đề học tập và làm việc chung, hoặc có một cái gì lớp học thuật nào đó nó đang được tham gia, tức là nó sẽ có một sự cộng tác, nhưng không hẳn là bạn cộng tác một cách trực tiếp với bạn đấy, đôi khi là chỉ cần thoáng qua bản thân là chưa cộng tác được và chưa hợp tác được. Thế nên hình ảnh ba tiền nó nói rằng bản thân là, khi cái sự cộng tác đấy đôi khi là nó không hợp tác được với nhau, nó bất hợp tác, đấy là một cái dấu hiệu đang nói về vấn đề đúng người mà bạn đang chọn đấy, thì nó đang bất hợp tác và đang không kiểm soát được tình thế, đấy là một cái dấu hiệu, bạn hiểu chưa? Thì nó liên quan đến vấn đề bất hợp tác, không kiểm soát được và đôi khi là không cộng tác được với nhau, nhưng cuối cùng nó lại là một chút là có thể là có sự ổn định an toàn chắc chắn, ít nhất là nếu bản thân cái vấn đề môi trường học thuật đấy nó đã không thực sự ổn, nhưng mà ra ngoài đôi khi cái môi trường khác, cái vị trí khác thì ít nhất bạn cũng cảm thấy vui vẻ, cái sự đón mừng, thấy cái sự ổn định an toàn chắc chắn, những cái vấn đề mang tính chất đem đến những cái sự hài hòa ổn định, tức là người ta đem đến những cái sự ổn định an toàn chắc chắn, những cái sự gọi là sự vui mừng, sự vui vẻ cho bạn ở trong không gian ngoài khi vấn đề trong cái vận thức hợp tác kia. Thì đấy là những cái thông điệp của cái tụ bài này chuyển đến với phía bạn để biết rằng bản thân đây có phải là người đấy hay không. Và cũng hy vọng rằng bản thân là tụ bài đấy đem đến cho bạn nhiều cái gọi là cái thông điệp, và để ủng hộ cho bọn mình nhiều hơn thì mọi người nếu mà cảm thấy hay thì subscribe, comment ở phía dưới, cũng như rằng có những cái clip tiếp theo để bạn có thể khám phá hơn về câu chuyện của bản thân mình. Và bọn mình sẽ liên tục làm clip, thế nên mọi người có thể đặt chuông thông báo khi mỗi khi có những clip mới để có thể ra. Bọn mình Chiovi Tarot rất vui, cảm ơn mọi người đã ủng hộ của hành trình bọn mình, và bọn mình sẽ liên tục ra clip để mọi người có thể là đào sâu hơn cái câu chuyện. Và nếu ai muốn hỏi thêm vấn đề gì hãy comment phía dưới, mình sẽ thống kê lại để có thể là truyền đến cho bạn những cái thông điệp mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe.